Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa, Chúa Nhật thứ 6 mùa thường niên, mùng 2 Tết Giáp Thìn, cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Bấy giờ có mấy người pha di sêu và mấy kinh sư từ giê sa lem đến gặp Đức giê xu và nói rằng, sao muốn để ông vi phạm, truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa, ngươi trả lời, còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông, mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Của thế, Thiên Chúa dạy, Người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử, còn các ông, các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời Chúa được loan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.